58. Oh! Giới thiệu với mọi người nhé, đây là dòng Baby Air cao 4 xe, đệm hút êm chân giá chỉ 65.000 thôi. Bạn nào mua hàng clip vào cửa hàng nhé. Nó có gì không tôi mà anh chọn nó hả? Nhà tôi sản xuất xếp baby màu hồng cao 4 xe đệm hút êm chân giá có 65.000 thôi. Anh làm gì đâu vậy? Đau em. Nghe suốt đêm một ngày của em dạo này như thế nào? Thôi đi quán quen này đến nơi ồn ào. Từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao? Lớp người ta và lớp tôi ôn thi kiểu lớp người ta. Các cậu ơi, ngày mai là đi thi quốc tế rồi. Tớ tổng hợp hơn 1 triệu đề thi. Nếu như cả lớp mình ôn hết thì sẽ đạt giải nhất đấy. Thật thú vị, tớ cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ ôn hết 1 triệu tài liệu này và giành giải nhất. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm. Lan đột biến ơi, có học quá nhiều rồi. Thôi cậu về nghỉ ngơi đi. Tớ có mua cho cậu một đôi dép baby cao 4cm để mút êm chân, đang sale bên nhà chị bán dép có 65.000 thôi. Tớ xin lỗi vì để cậu ra nông nỗi này. Lớp tôi, ngày mai là các em thi cuối học kỳ chuẩn bị lên lớp 2 đấy. Các em lo về mà học bảng cửu chương nhé. Mai còn thi. Cô rất là chán lớp mình luôn. Bạn Nga thì 2 năm một lớp, Tuấn thì 3 năm rồi chưa lên được lớp 3, còn Mạnh thì đã 18 tuổi rồi vẫn còn ngồi đây. Đại diện cho cả lớp, em xin lỗi cô ạ. Vì đi học về em hay rủ các bạn đi chơi điện tử, lỗi là của em ạ. Xin lỗi cô ạ, em sẽ cố gắng nỗ lực học cái bảng cửu chương này. Mà nếu như mà thi rớt á, thì em sẽ nối nghiệp ông già của em để bán xếp chữ cái cao 4cm để mút êm chân, đang sale còn 65.000 thôi. Thế cho cô hỏi là cô đưa cho em 100.000 thì em thối lại cô bao nhiêu nhỉ? Dạ em thối cho cô 10.000 ạ. Sao số tôi nó lại khổ thế này? Đào tạo ra học trò sau này như thế này chắc là phá sản sớm. Được rồi đi thôi, mình đã lệnh xuống từ trên bộ. Nhưng mà đường dây ma túy ở căn biệt thự bên hồ, tổ công tác đã điều tra. Giới thiệu với mọi người nhé, đây là dòng 3PE cao 4cm để mút êm chân giá chỉ 65.000. Bạn nào mua hàng thì click vào cửa hàng nhé. Giới thiệu mọi người nhé, đây là dòng dép thỏ 7 màu cao 2.5cm đệm mút êm chân giá chỉ 45.000 thôi. Bạn nào mua hàng thì click vào cửa hàng nhé. Giới thiệu mọi người dòng dép baby em mới ra mình cao 10cm, à không, 4cm, à giá 100 à, à không phải, à 65 à, đệm mút êm chân, mọi người mua thì click vào cửa hàng nhé. Giới thiệu với mọi người nhé, đây là dòng 3GE cao 4cm đệm mút êm chân giá chỉ 65.000 thôi. Bạn nào mua hàng thì click vào cửa hàng nhé. Nghĩ là bóng sẽ rớt trên đầu tôi đúng không? Oh no 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 no. Giới thiệu các bạn nhé, đây là dòng 3BE cao 4cm để mút êm chân giá chỉ 65.000. Bạn nào mua? Các bạn nghĩ là sẽ bóng sẽ rớt đầu tôi đúng không? Oh no 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 no. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra nhé. Giới thiệu các bạn, đây là dòng 3BE cao 4cm để mút êm chân giá chỉ 65.000 thôi. Bạn nào mua thì click vào cửa hàng nhé. Được mệnh danh là cao thủ đệ nhất thiên hạ, khắp giang hồ không có ai có thể đỡ được một kiếm của ông ta. Nhưng khi nhìn thấy chàng trai lấy ra một khẩu súng, chị người ta và chị tôi kiểu chị người ta. Ôi, em gái yêu của chị lớn tuổi cơ đấy, vào học bài đi để đến chị dọn dẹp cho. Em vào nhà đi, cả gia đình mình trông chờ vào sự nghiệp tương lai của em đấy, để đến chị rửa bát chén cho. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Ui dồi, em đang làm gì đấy? Để đấy chị làm cho, công việc cày cấy cứ để cho chị, vào học đi. À, chị mới mua cho em đôi dép baby ở nhà chị bán dép đang sale còn 65.000 này. Em cảm ơn chị ạ. Chị tôi. Ui dồi, sao hôm nay trời nắng thế nhỉ? Mày bật hộ tao cái quạt cái hồng. Ơ, con hồng này, mày cúc ra đi, thân mày như con trâu che hết gió của tao rồi. Dạ. Ui dồi, quên rồi, Hồng ơi, vào nhà vệ sinh rồi nước hộ tao cách tao quên mất rồi. Trời ạ. Sẵn tiện mày chạm cái nhà vệ sinh ấy, bẩn hết cả rồi đấy nhá. Chà, à Hồng ơi, cho tao mượn 65.000, tao vừa mới đặt đôi dép baby ở nhà chị bán dép ấy. Tao
vừa mới lục trong ví mày rồi đấy. Em không cho đâu, tiền em mua sách vở mà. Đây là tôi mỗi khi hỏi bài đứa bạn. Ê mày ơi, hả? Tí nữa mà tao ho phải nhớ nhắc bài đây nhá. Ok, nhớ đấy. Em mang dép thấy áp lực quá, em muốn đi chữa lành đó chị ơi. Chữa lành dành cho những người có tiền thôi, mình nghèo mình phải cứng rắn lên. Thôi giới thiệu sếp đi. Giới thiệu mọi người mã dép baby hồng mới ra bên mình nha, dòng đế cao 4 xăng để mức em chân qua xe giá cực kỳ là chắc chắn. Giá ngày hôm nay chỉ 75.000, mọi người mua thì click vào giỏ hàng nhé. Em càng nói em càng sai. Em xin lỗi anh đi. Xin lỗi cũng cực. Đây. Mẹ người ta và mẹ tôi kiểu mẹ người ta. Ôi dồi ôi, Hồng ơi là Hồng, sao con lại nuốt sách vào mồm thế kia? Mẹ ăn con học hành quá nhiều đi, nuốt sách vào mồm học cho nó nhanh đi mà. Ôi dồi ôi, còn tinh coi. Thôi, con yêu của mẹ, từ nay con cầm cái điện thoại này xem phim với chơi game nhé, đừng học hành gì nữa. Ôi, con yêu của mẹ nhìn chơi game mà thương quá. Mẹ mới mua cho con một cái xếp chữ cái K4C để một em chương của nhà chị bán xếp đây này. Wow, wow. Mẹ tôi. Bán đi, con lợn này sao bán ngu thế? Ui, mẹ đang làm gì thế? Con đang học online, cái thằng Tuấn này học ngu quá, thì đâu còn quát nó. Thế à, con của mẹ dạo này học hành chăm chỉ thế nhỉ? Dạ, con luôn ghi nhớ lời mẹ dặn là học, học nữa học mãi đấy ạ. À thế à, tôi tưởng công nãy giờ chơi game không đấy. Này, giấy triệu tập quân sự, à không, giấy mời phụ huynh vì tội đánh bạn trong giờ học, xét tài liệu khi thi và ngủ vật trong giờ thể dục nhá. Cậu lẻo mép thế nhỉ? Dạ, cậu vào kia nào cũng xuống tôi. Mới mua đôi dép chữ cái cao uống sen giá 65.000 bị tặng cho cậu. Mà cậu học hành như thế này thì tôi sẽ tặng cho thằng mạnh hơn xóm. Bố người ta và bố tôi kiểu bố người ta. Bố ơi, hôm nay con thi lớp 5, được cô giáo tặng cho 4 cái phiếu bé ngoan. Bố thấy con gái của bố giỏi không ạ? Wow, con của bố đúng là súng lục, tuyệt cả lắm ơi, đẳng cấp. Bố rất là tự hào với con. Thế bố mua cho con một đôi dép baby em mà hồng bên nhà chị bán dép chứ. Con ao ước có đôi đó được cả mấy tháng nay rồi bố ạ. Con à, đợt này nhà mình đang hết tiền rồi, con ráng thi được 10 phiếu bé ngoan nữa thì bố mua cho nhá. Dê dê, vâng ạ. Bố tôi. Thôi chết rồi, thi toán được 2,4 điểm. Tí phải no đòn mất. Ôi, bố đứng đây làm gì đấy? Thi cử thế nào rồi con? Nghe nói hôm nay mày thi cuối kỳ hả? Đúng mấy điểm? Dạ, con mới thi chưa có điểm ạ. Thế vào nhà ăn cơm đi. Dạ. Dạ, con xin lỗi ạ, con sẽ. Mày thi cử như thế này hả con? Ngồi kiếm đi. Ngày mai mày có thể đi phủ hồ bác sĩ Mang với tao. Con đôi dép chữ C cao 4 xăng này chỉ bán dép mà mày đòi mua ấy. Tao bố hàng rồi, nhà mình cần mày đi phủ hồ. Nghỉ hợp đi. One, two, rồi chi, rồi four, rồi five, rồi six, seven, I, nine, ten. Lớp người ta và lớp tôi mỗi khi được nghỉ kiểu lớp người ta. Nga ơi, mai là chủ nhật rồi đấy, cậu rảnh không? Sang nhà tớ, ôn thi học kỳ, sắp đến lớp 3 rồi đấy, phải ôn thật kỹ để vào trường chuyên nha. Ừ, tớ cũng nghĩ vậy, sắp tới tớ thi vào trường chuyên Bách Khoa, còn cậu? Tớ chắc thi vào học viện ngân hàng thôi. À, mà nghe nói, ngoài giờ học, cậu còn live stream phụ mẹ bán dép nữa hả? Giỏi thế. Ừ đúng đấy, nhà tớ sản xuất dép chữ C, mới ra mắt thêm mẫu baby rất là đẹp luôn. Bình thường bán giá 200-300, tớ để cho cậu rẻ 65.000 đấy. Ui, thích thế, cảm ơn cậu. Lớp tôi. Ê chúng mày, mai chủ nhật rồi đấy, chúng mày có đi chơi đâu không? Hay là cởi chuồng cắm xong cho mát đây? Ui, mày là con gái mà cởi chuồng cắm xong là hồng, kinh quá thôi. Đúng rồi đấy cậu, lớp trưởng nên chăm chỉ một tí đi chứ. Kệ mẹ tao, chúng mày thắc mắc cái gì? Hay là tao cho vào sổ đầu bài, cãi. Ơ, mai là thứ ba và đã cuối tuần đâu mà đòi nghỉ. Ơ, thứ ba. Ui, tao đau bụng quá, chắc tao phải đi khám bác sĩ đây. À mà tao còn phải phụ mẹ bán dép live stream, dép chị baby đang sale mẹ còn 65.000 thôi. À hay là để tao viết kỹ lớp ra, tặng cho mỗi đứa một đôi nhá. Ơ, bạn gái người ta và bạn gái tôi kiểu bạn gái người ta. Ơ, anh yêu à, anh ngồi chờ em lâu chưa? À, anh mới tới thôi, ngồi đợi 2 tiếng rưỡi, cũng mới thôi. Ui, em là con gái đấy, phải trang điểm một tí, anh thông cảm nhá. Ừ, không sao đâu mà, chúng mình đi ăn trưa luôn nhá. Ngồi đợi em từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa rồi. Ui, anh tinh tế thế, khi mình đi ăn cua hoàng đế anh nhá. Ừ, đi thôi. À, sẵn tiện anh mới mua cho em đôi dép baby e giá 65.000 nhà chị bán dép, rẻ và đẹp, dễ thương vô cùng luôn ý. Wow, wow, đẹp quá đi thôi, yêu anh nhất trên đời. Bạn gái tôi. Anh yêu ơi, cái áo ba lỗ này đẹp quá đi, em ước ao có được nó, anh mua cho em nhá. Ok, miễn anh thích là được. Bao, anh yêu ơi, cái nón này đẹp quá, đang sale rẻ có 20.000 đô thôi ạ, tầm 500 triệu. Ui dồi ôi, tưởng gì chứ sang ba cái nón này vô tư game ơi. Wow wow, anh yêu ơi. Lại gì nữa? Anh quát em Sao? Anh có quát em đâu, em thích cái gì? Em thích đôi dép chữ C cao 4 xăng đến một em trường nhà chị bán dép, đang sale có 65.000. Anh mua cho em 1.000 đôi nhá. Thôi múc luôn đi, yêu chả được, mệt quá.
Ui, sau khi trừ các chi phí thì mình bán con nhỏ này sang Campuchia cũng là được 60 ngàn. Tụi mày đi hai à? Sao? Mày sợ à? Mày hết địa điểm à? Có vấn đề gì? Mày không thấy vãi cả biển đây nữa sao nhỉ? Chốt giao dịch nhanh đi, không cơm nó lại phát hiện ra hàng của lũ chúng mày đấy. Xét cao vũ xong, đệ mút em chân giá 65 ngàn, được đấy. Này nhóc, nên nhớ bọn tao độc quyền cái dép này nhá. Đừng có bán đại trà, giỡn mặt với bọn tao. Giao tiền đi, sủa lắm thế. Uầy uầy, bình tĩnh bình tĩnh. Mày bị ngáo à, đưa tiền cho nó, tiêu diệt nó thì còn dép để làm à. Ngủ rồi. Dạ dạ, 60k của mày đây. 5k nữa đâu. Miễn phí đi đi, đợt sau trả. Em làm công việc gì thế? Em đi bán dép anh ạ. Nhưng mà em có một cửa hàng ở trung tâm quận 1 Hồ Chí Minh. Thế thu nhập của em bao nhiêu? 3-4 triệu anh ạ. 3-4 triệu một ngày. Thế em đi AB hay SH nhỉ? Em không có AB cũng không có SH. Tại vì em đi ô tô. Tính ra hai đứa mình hợp nhau phết ấy, anh khá thích. Nào em tặng cho anh một đôi dép chữ C cao 4 cm để mức êm chân có 65.000 thôi. Thế anh làm nghề gì? Anh làm TikToker. Ta và cô tôi mỗi khi kiểm tra bài cũ, cô người ta. Chào các em. Chúng em chào cô ạ. À. Em ào cơ. Hôm nay cô hơi mệt, các em ngồi yên lặng học bài nhá. Dạ vâng ạ. À. Biết gì không, biết gì không, hôm qua mẹ mua cho tao một đôi dép 4 triệu rưỡi á. Thảo thì thôi nhá, hôm qua tao xem livestream của nhà chị bán dép có 45.000 thôi. À, hôm nay cô mua tặng các bạn một đôi dép cao 2.5 cm để bút em chân. Đang sale còn 45.000 bên nhà chị bán dép ý. Cô tôi. Chúng mày, à không, các em mở vớ ra kiểm tra bài nào. Nhưng mà mới thi giữa kỳ xong mà cô. Đúng rồi cô ạ. À. Các cô, các cậu định tạo phản à? Cái gì? Em yêu ơi, anh vừa mua cho em một đôi dép baby ở bên nhà chị bán dép ấy, đừng giận nữa nhá. Dạ. Thôi, không cần phải kiểm tra bài đâu, mở vở ra học bài mới nào. Màn cầu hoan sóng trao phiên bản lấy trên gian. Chiều ấy quá cất mơ đắm rồi đen thề nói đau trong. Người nhá, đây là dòng Barbie cao 4 cm để mút êm chân, giá siêu rẻ luôn, chỉ 65.000 thôi. Bạn nào mua hàng thì click vào trong cửa hàng nhá. Chị trừ lương em để cho em nhớ chứ chị không có ghét bỏ gì em hết. Em đừng có để bụng nghe không? Cái gì vậy bà nội? Có để bụng đâu. Người ta dễ thương đừng chứ, ai hơi đâu để bụng.